Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ và không quên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi chuyển đến quý vị một số nội dung đáng chú ý. Hơn 6 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 của tỉnh. Đoàn viên trẻ cải tiến đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19. Vấn đề đảm bảo môi trường trong chăn nuôi ở khu vực nông thôn. Thưa quý vị, với chi phí khoảng 650.000 đồng, hai đoàn viên trẻ là Lèng Ngọc Mạnh và Phạm Hùng Cường đã cải tiến tính năng làm mát bộ đồ bảo hộ cho các y bác sĩ trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Lèng Ngọc Mạnh và Phạm Hùng Cường là hai học sinh lớp 10 chuyên lý trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Cạn. Nhận thấy những vất vả của các y bác sĩ khi hàng ngày phải mặc trên mình bộ đồ bảo hộ trong thời tiết nóng, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm người, những đôi bàn tay nhăn nheo vì sự bí bách nóng lực, Mạnh đã nung nấu ý tưởng làm điều gì đó để góp phần giúp các y bác sĩ đỡ vất vả, đồng thời chung tay phòng chống dịch bệnh. Mạnh tìm thêm cộng sự là Cường, cậu bạn thân cùng lớp. Cả hai quyết tâm tìm tòi sáng tạo cải tiến trang phục bảo hộ chuyên dụng chống dịch COVID-19. Qua tìm hiểu, Mạnh và Cường nhận thấy trên thị trường đã có đồ bảo hộ gắn quạt làm mát cho người sử dụng. Tuy nhiên, giá thành bộ đồ này rất cao, hơn nữa rất nặng, người sử dụng khó vận động, thậm chí không thể ngồi được. Sau khi tìm hiểu, hai em đã đặt mua quạt làm mát chạy bằng pin với giá 650.000 đồng trên mạng Internet để thực hiện ý tưởng từ số tiền tiết kiệm của mình. Hai em cùng nhau thiết kế bản vẽ, thực hiện lắp ghép. Thay vì sử dụng một quạt làm mát to, nặng như phiên bản đã có, Mạnh và Cường đã cải tiến hệ thống làm mát là hai chiếc quạt chạy bằng pin gắn vào phía bên trong của bộ đồ. Hai chiếc quạt gắn đằng sau hai bên hông giúp nhân viên y tế dễ dàng vận động. Tuy nhiên, ban đầu hai em cũng đã vấp phải nhiều thất bại. Trong quá trình bọn em làm thì cũng đã có rất nhiều thất bại, lấy không khí ở bên trong thôi. Nhưng mà về sau thì vẫn không được, bởi vì nó sức gió quá yếu so với cái lúc mấy cái bộ đồ bảo trước, nó vẫn chưa có tính năng gì mới. Thế là bọn em đã nghĩ ra là tạo một khoang để giúp không khí vào nó dễ hơn, nó sẽ tăng được độ gió và giúp cho an toàn hơn, không phải lấy không khí bên ngoài nữa. Vừa qua, sau khi nhận được thông tin của các thầy cô giáo về ý tưởng này, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã kết nối để được gặp, nghe các em trình bày và thực hành thao tác trên bộ đồ bảo hộ, đồng thời đã mời thêm một số chuyên gia tư vấn cho các em để hoàn thiện thêm sản phẩm. Sau khi sản phẩm được hoàn thiện, Mạnh và Cường đã mang tới cho các y bác sĩ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Cạn mặc thử và nhận ý kiến phản hồi tốt. Hiện bộ đồ bảo hộ phòng chống COVID-19 đã hoàn thiện, hai em gửi sản phẩm đến cơ quan chức năng để kiểm nghiệm đánh giá. Ngoài ra, Mạnh và Cường cũng đã gửi sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bắc Cạn. Đoàn viên Phạm Mạnh Hùng, lớp 10 chuyên lý, Trung học Phổ thông chuyên Bắc Cạn, chia sẻ. Điều mà em muốn hơn đó là cái sản phẩm này có thể ra được nhiều nơi hơn, có thể được các bác sĩ sử dụng nhiều hơn và được ứng dụng trong thực tế. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương đối với công tác giảm nghèo năm 2021, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Chỉ đạo các xã rà soát lại kế hoạch giảm nghèo để xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó đưa ra các giải pháp căn cơ phù hợp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, duy trì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tuyên truyền vận động hộ nghèo tích cực tham gia các dự án liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để hướng dẫn và giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc ở cơ sở, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, kiến nghị cấp trên xử lý, kịp thời giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, ban quản lý cấp xã, tổ chức cá nhân trong việc theo dõi giúp đỡ địa bàn xã, thôn và hộ nghèo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin những khó khăn vướng mắc của địa phương, hộ nghèo để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, thực hiện tốt công tác rà soát xây dựng các danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác chuẩn bị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khi nguồn kinh phí được phân bổ.
Thưa quý vị, thôn Khuổi Ngoạ, xã Bằng Vân là một trong những thôn vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Hương Sơn với gần 80% là hộ nghèo, cận nghèo. Xây dựng phương án sản xuất tháo gỡ khó khăn cho người dân thôn vùng cao này đang được các cấp chính quyền địa phương từng bước thực hiện. Sản xuất chăn nuôi theo truyền thống là điều dễ nhận thấy tại các hộ dân ở thôn Khuổi Ngoạ. Gia đình ông Đặng Tuấn On là một điển hình. Mỗi năm ông nuôi trên dưới 10 con lợn. Chăn nuôi chưa có kỹ thuật nên tốc độ phát triển của vật nuôi không nhanh, hiệu quả kinh tế thấp. Nhanh nhất là 6 tháng mới xuống được. Có khi là 1 năm mới xuống được một chuồng. Đấy. Nuôi rất khó. Đây là cái không khí là mấy con trâu thôi, nuôi mấy con gà. Nuôi con nam thì không được bán đâu, con nam này phải bán một con, thế này 2-3 năm mới bán được một con. Nuôi có khi nó lại rất đậm rất hại, nó lại mất đi. Mình vẫn nuôi đem về vào chuồng nhưng mà con nam lại lông móng. Bà con thôn Khuổi Ngoạ chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, toàn thôn có 32 hộ thì có 15 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo và chỉ có 7 hộ có mức sống trung bình. Việc phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do các hộ sinh sống không tập trung. Người dân ở đây chỉ sản xuất 2 vụ ngô, 1 vụ lúa. Quá trình sản xuất, nhất là vụ lúa mùa, đều phụ thuộc vào thời tiết. Phát triển của bà con thì ở đây chỉ trồng ngô, trồng lúa là chủ yếu, trồng rừng. Mấy năm trước thì có dự án trồng rừng nhưng hiện tại bây giờ thì cũng cơ bản là trồng cũng gần hết rừng rồi. Thì cũng bây giờ cũng đóng cửa rừng nữa thì bà con cũng chủ yếu là làm ruộng với ngô thôi. Thu nhập của bà con thì không có thu nhập chính, chỉ có thu nhập để là chăn nuôi kinh tế, lợn thì cũng không phải kinh tế, chỉ chăn nuôi để phục vụ gia đình thôi. Lâu lâu cũng đi kiếm ngoài để phục vụ cho gia đình thôi. Trước khó khăn của thôn vùng cao Khuổi Ngoạ, xã Bằng Vân, chính quyền địa phương đã triển khai một số dự án nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của bà con trong phát triển kinh tế. Theo đó, từ nay đến cuối năm, bà con trong thôn sẽ tham gia cải tạo đất, nguồn nước để trồng ngô ngọt, trồng nấm hương, chuyển đổi từ chăn nuôi trâu truyền thống sang chăn nuôi trâu vỗ béo. Nhìn chung thì bà con thì cũng khi mà dự án đưa về đến thôn thì bà con cũng rất băn khoăn, nhưng mà với cái công tác tuyên truyền cũng như là các cái ban ngành cũng đã tổ chức tập huấn cũng như là chuyển giao mọi cái kinh nghiệm thì bà con cũng dần dần cũng hiểu và cũng bây giờ cũng đã có cái hướng mà sẽ phát triển theo cái dự án. Có đất sản xuất, có sự đầu tư, có phương án sản xuất cụ thể, đặc biệt là có sự tham gia của chính những người dân. Hy vọng các chương trình dự án được triển khai tại thôn Khuổi Ngoạ sẽ từng bước thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững. Những năm qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Nẵm đã tự nguyện hiến trên 24.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác. Tiêu biểu trong phong trào hiến đất thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hội phụ nữ các xã Bộc Bố, Giáo Hiệu, Xuân La, Nghiên Loan, Bằng Thành. Các cấp hội còn đóng góp trên 21.000 ngày công lao động để đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn. Các cấp hội còn đóng góp trên 21.000 ngày công lao động đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn, làm nhà họp thôn. Ngoài ra, thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, hàng chục hộ gia đình hội viên đã xây dựng nơi chứa rác thải, xây dựng 135 điểm xử lý rác. Việc tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới của hội viên phụ nữ ở Bắc Nẵm đã tạo nên hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng để huyện tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, một bộ phận người chăn nuôi của huyện Bạch Thông đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Hợp tác xã Truyền Nhi ở thị trấn Phủ Thông hiện nay là mô hình nuôi trâu nhốt có thể coi là nhiều nhất của huyện Bạch Thông. Hợp tác xã đang nuôi nhốt hơn 30 con trâu, có thời điểm lên đến gần 70 đến 80 con. Mặc dù ở gần suối, thế nhưng hợp tác xã không hề thải chất thải chăn nuôi ra suối gây ô nhiễm môi trường.
Hợp tác xã xây các bể lắng, chất thải được dùng để trồng cỏ làm thức ăn nuôi trâu. Ngoài ra, hợp tác xã còn chuẩn bị bơm và đường ống nối ra cánh đồng cung cấp phân bón cho bà con nông dân làm ruộng. Với cách xử lý như vậy, dù không sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại, nhưng vẫn đảm bảo an toàn môi trường. Chất thải chăn nuôi thì phân chúng tôi đem thu gom lại để cho khô, cho vào bao tải là đem chuyển đi tới ngô, là cho cỏ ở dưới khu vực xa. Còn ở khu vực gần thì chúng tôi dồn những cái nước rửa chuồng này, nước rửa chuồng, nước tiểu của trâu ấy dồn vào để cho vào lại máy bơm ra để tưới cỏ tại chỗ. Không hề có một ít phân nào ra sông ra suối được, bởi vì lượng phân ra là còn chưa đủ để tưới cỏ với lại tưới ngô. Còn phải mua thêm cái phân lân, cho nên là về cái việc môi trường thì không bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Thời gian qua, một số hộ dân nuôi gà, lợn ở Bạch Thông cũng đã áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, giảm thải ô nhiễm. Thế nhưng không phải hộ chăn nuôi nào cũng có cách xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh. Do đa số là nuôi nhỏ lẻ, nên chất thải hầu như được thải trực tiếp ra môi trường, chỉ số ít xây bể chứa. Đặc biệt tại các vùng nông thôn, việc đảm bảo môi trường trong chăn nuôi chưa thực sự được chú trọng. Tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là bài toán khó đối với các địa phương. Để dần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân thì cần có sự quyết liệt của chính quyền các cấp. Cái vấn đề môi trường nó là một cái việc rất là nan giải. Mà cái này trước mắt là muốn thực hiện được ý, thì mong rằng các cấp, kể cả cấp trên là tiếp tục quan tâm, tức là giúp đỡ cấp cơ sở là thực hiện cái công tác vận động tuyên truyền, mà trong đấy là cái thay đổi nhận thức, cái đây quan trọng nhất, thay đổi nhận thức, phong tục tập quán trong nhân dân. Chăn nuôi thì bây giờ là bà con đã có cái nhận thức tương đối tốt, thì đối với trên địa bàn xã Vĩ Hương thì phải đạt trên gần 90% là số hộ có cái chuồng trại là xây và có cái hố để gom phân tải của gia súc. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đầu tư hệ thống xử lý chất thải là điều dễ hiểu do thói quen tập quán chăn nuôi. Thế nhưng thời gian qua, một số trang trại chăn nuôi quy mô lớn tại huyện Bạch Thông cũng đã bị phát hiện và xử lý vì hành vi xả thải ra môi trường. Điều này cho thấy dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay quy mô lớn thì ý thức mới là yếu tố quyết định đến đảm bảo môi trường trong chăn nuôi. Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã không ngừng củng cố kiện toàn và nâng cao trách nhiệm ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Trong những tháng đầu năm, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bạch Thông tổ chức các cuộc họp theo đúng định kỳ nhằm triển khai nhiệm vụ và ban hành các văn bản quy định trong công tác thực hiện để tránh nợ xấu. Ban đại diện Hội đồng Quản trị đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi tiền vay, xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra giám sát và phân công các thành viên đi kiểm tra tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó đã kiểm tra được 14 lượt xã, kiểm tra hồ sơ sổ sách của 56 tổ chức hội, 70 tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trực tiếp tại 18 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, 90 lượt hộ vay vốn, do đó tránh các trường hợp giải ngân không đúng đối tượng hoặc nguồn vốn vay không sử dụng đúng mục đích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.